Kane Version chính là cái tựa game của ngày hôm nay. Bức thư game đây, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình lại tìm thấy một cái game có nội dung rất là chất nữa các bạn ơi. Bị mắc kẹt trong căn hộ của bạn thân. Một người mẹ tìm thấy mình không thể cho đứa con vô tội ăn. Vì vậy, cô ấy quyết định cho con ăn thứ thức ăn duy nhất cô ấy còn lại. Đó chính là cô ấy. Cốt truyện rất là chất luôn các bạn ơi. Và cái tựa này thì mình tra bằng ngôn ngữ tiếng Anh thì không thấy có ý nghĩa gì cả. Nhưng mà mình tra bằng ngôn ngữ Latin thì nó có ý nghĩa là ăn thịt các bạn. Rồi, bây giờ là như thế nào đây? Tiếp tục ngủ giấc ngủ vịnh hăng. Và thức dậy, tao thử thức dậy xem. Hồi nãy giờ mình nghe cái tiếng giống như tiếng tim đập, hóa ra là bào thai à. Cái gì thế này? Cái gì thế? Chưa hết thấy rợn người rồi các bạn ơi. Chất lượng đồ họa gì thế này? Game này là với chị khá là khó các bạn. Chúng ta không thể nào mà quay chuột được, mà chúng ta phải gọi là đổi hướng xong sau đó mới không ra ngoài được. Mình nghe thấy tiếng gì đó. Gì thế à? Ba này bả làm gì mà nhà bả trông như thế này là sao? Hả? Tủ lạnh không có gì cả. Làm sao có thể cho đứa con tiếp tục ăn đây? Chiều cao có vẻ khiêm tốn nhỉ? Chỉ cao hơn cái tủ tivi có một tí thôi. Cái hành lang này là chắc chắn là mình không muốn vào đó chút nào cả nhá. Có gì đó không ổn ở đó. Xem lịch xem nào. Cho đứa con ăn. Ở tháng 11. Cửa này không mở ra được đúng không? Không có thế giới ở bên ngoài cho tôi là sao? Bị mắc kẹt không phải là theo ý nghĩa vật lý mà là theo ý nghĩa tinh thần à. Rồi, chắc là đành phải vào đây thôi. Cái này là cái gì thế? Cứ nghe cái tiếng gì ở bên trong ấy, rất là ghê rợn các bạn ơi. Cái này có chắc chắn là em bé bình thường không ta? Có chắc chắn là em bé bình thường không? Ở trong một cái không gian quái lạ như thế này là không thể nào là em bé bình thường được. Không cho mình nhìn thấy em bé ở bên trong. Đây là gì đây? Em bé của mình đang khóc. Chăm sóc và bảo vệ cho đứa con chính là cái niềm tự hào duy nhất của người mẹ. Rồi. Em bé khóc thì nói chung là cảm thấy rất là đau lòng, cho nên là phải tìm cách cho ăn thôi. Vậy như thế nào đây? Cái này có hai lựa chọn. Trở thành một cái người mẹ thương con rồi. Cho con ăn. Rồi tạo cảm giác an toàn và tình thương. Trở thành một người mẹ chăm sóc à. Cung cấp những gì đứa con cần. Không biết chọn cái này là chọn cái gì nữa. Chọn cái đại trên đi nhá. Rồi sao chơi không chọn được? Ở chơi không chọn được.
Rồi, chọn được rồi các bạn ơi. Cắt tay ra cho đứa con ăn à. Mình nghĩ là chọn cái nào cũng vậy thôi. Mình thấy cái dưới nó cũng có ý nghĩa tương tự như thế rồi. Trở thành một hẹn, một người biết chăm sóc là cũng phải cho đứa con ăn thôi. Rồi quan sát đứa con ăn cái tay còn sống của tôi trong đau đớn. Tôi cảm thấy ấm lòng. Và tôi biết đó là một cái điều tốt. Quá gì thế này. Die Pflicht einer Mutter endet nie. Und so tut es auch ihre Liebe nicht. Nur ihr Fleisch endet und verwest. Trách nhiệm của một người nghệ không giờ kết thúc hả? Rồi, tiếp tục. Nhưng mà hôm nay là trong màu sắc có vẻ ảo hơn. Cái gì đó? Xem lại lần nữa xem. Nơi nào chúng tôi có thể đến? Tụi lạnh không còn gì luôn. Ôi... Rồi, ở đây không còn gì nữa hết các bạn. Chúng ta không điều tra được gì ở đây nữa luôn rồi. Sao mình thấy là có vẻ như là những cái xúc tu có vẻ dài hơn ngày hôm qua vậy? Vậy là đứa con này nó ăn vào và nó phải sinh trưởng ra rồi. Cái gì thế này? Thanh trừ nó, bạn sẽ được tha thứ. Thanh trừ nó là thanh trừ ai? Nó ở đây là ai? Đừng nói là thanh trừ đứa bé nha. Chắc là cái đó nó nói là muốn thanh trừ đứa bé. Nhưng mà có vẻ như người mẹ này không chấp nhận cái điều đó. Cho nên chị nhìn cái là thôi. Là tiếp tục quay trở lại chỗ của đứa bé. Cái này có phải đứa bé không thế? Rồi tiếng khóc không dừng lại. Kiểu như là trong tuyệt vọng sâu thẳm. Rồi. Nó khiến cho tôi thức tỉnh cái cảm giác muốn chỉ là một người mẹ. Rồi. Vì tình yêu và sự chăm lo. Nhưng thay vào đó là cái sự tươi mới của bản thân rồi. Và máu. Khá là trừu tượng, chả hiểu gì cả. Trả lời cho nước mắt. Hay là cái gì đây mình cũng không hiểu. Trả lời bằng con tim. Cho và chia sẻ. Không hiểu lắm, chọn cái trên đi các bạn. Mình nghĩ chắc là chúng ta chỉ có thể chọn cái trên thôi. Rồi em bé cưng cơ thể của tôi nhiều hơn nữa. Tôi sẽ phải gọi là chia sẻ hả? Chia sẻ giữa cái thứ đó. Nỗi đau rồi sẽ kết thúc, nhưng tình yêu thì không bao giờ biến mất. Cái quái này, đây là game gì đây? Hát não à? In other news, the body parts found by local residents 2 days ago could be identified by the police. Ta vẫn có thể nhìn thấy đường này như nào? Mary Louise and
mothers, both in their early 20s, who will be sorely missed by the relatives. It is unclear who the culprit is, but the police has warned that they are highly dangerous and still out there looking for new victims. Since some body parts still have not been found as of now, it is assumed that the culprit is highly knowledgeable of human cái đây đồ ở đây. And probably has cannibalistic tendencies. Đây nói về vụ là một cái người mẹ. Careful out there and do not forget. Whoever committed these atrocities, their soul can never await salvation. Sinners deserve punishment. And never forget to feed your child and keep your baby happy. Tôi không thể nhìn thấy được những gì bên trong. Hiện tại là người mẹ này đang ở trong trạng thái là không nhìn thấy gì nhé. Rồi, túc tu lại tiếp tục dài ra hơn. Cái gì thế này? Mary là Anna Gibe. Cái quái gì thế? Đây là cái gì đây? Lại tiếp tục đến đây rồi. Chả hiểu luôn. Ồ, bây giờ lại là ở một cái phương hướng khác. Có mát vườn con chứ mà. Cái sự cái phép này mình không hiểu là gì. Sự tươi mới đã ra đi rồi. Và linh hồn của tôi chả hiểu gì hết. Sự cái đói không bao giờ kết thúc mà. Nhưng tôi không biết là tôi có thể làm gì hơn được nữa. Tôi nghe thấy giọng nói. Tôi có thể cảm nhận được cái sự cần thiết của nó ở trong con tim. Rồi, nó dạy tôi những gì mà tôi có thể làm. Chắc là mình cứ chọn tiếp tục cái ở trên các bạn. Mình bắt đầu không hiểu rồi. Cho một phần nữa. Cho một phần. Ôi tim. Ê. Thế quái nào mà còn sống được? Làm sao mà có thể gọi là móc tim ra để mà nuôi cho nó được? Quá là ảo luôn. Ôi, tôi không còn cảm thấy bản thân ở chỗ này. Rồi. Phần nhân tính à? Fleisch wird zu Fleisch. Das ist der Kreislauf. Fleisch muss sterben. Cái tim này không phải là mang ý nghĩa vật lý à? Rồi, không còn đường để lui luôn. Hóa ra là cái trái tim đó không phải là mang ý nghĩa vật lý các bạn. Mà kiểu là nhân tính rồi là sanity của cái người mẹ này. Bây giờ nó đã trở nên như thế nào rồi? Ủa? Nó bảo là đến đây mà tiếp tục chia sẻ cho nó. Nó là cái gì đó? Bây giờ trông như một cái hố ấy.
Ý của nó là khi mà mình chia sẻ cho nó thì mình sẽ trở thành nó. Đừng nói là game hết rồi nha. Game hết rồi các bạn ơi. Game đã hết.